Sự xuất hiện của ba ông cháu Gilder đã khiến bữa tiệc hoành tráng của chị em nhà Violet bị gián đoạn. Wow. Trong sự hào hứng của đám đông, hai bên quyết định tổ chức một cuộc so tài. Đầu tiên là phần thi nhảy giữa điêu thuyền và Chrissy. Thứ hai là màn đỏ sức mạnh giữa Tara và Lữ Bố. Cuối cùng là phần thi quyết định giữa Violet và Gilder. No match for me. Cuộc thi kết thúc với chiến thắng tuyệt đối cho chị em Violet. Hai bên làm quà và họ quẩy bên nhau từ đó về sau. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.